Vở kịch có tên là ngày mùng 7 tháng 10 là những miếng ghép nói về những nạn nhân sống sót sau vụ tấn công, bao gồm các binh sĩ, người dân và gia đình của họ. Biên kịch kiêm nhà sản xuất Phelim Macale cho rằng ngày mùng 7 tháng 10 đưa người xem quay trở lại sự kiện và hiểu hơn về giá trị của chiến tranh. Mọi thứ bạn thấy được trên sân khấu đều là những điều có thật được chúng tôi thu thập từ các tài liệu hoặc các cuộc phỏng vấn chính thức, chúng tôi đã tổng hợp thành 13 câu chuyện khác nhau. Một số câu chuyện được kết nối, một số trong số đó là độc lập. Nó giống như TikTok của ngày 7 tháng 10, rõ ràng là có bi kịch, nhưng có chủ nghĩa anh hùng, có những người sống sót, có sự kiên cường, có hy vọng và thậm chí là có cả sự hài hước. Vở kịch cũng cho công chúng một cái nhìn bao quát về một sự kiện bắt đầu những chuỗi ngày bi thảm cả của người Israel và của người Palestine, trong bối cảnh các cuộc biểu tình bài do thái gia tăng, thậm chí đã trở thành bạo loạn tại các trường đại học ở Mỹ thời gian gần đây. Các nhà sản xuất cho biết, mục đích của việc tạo ra vở kịch này là giúp mọi người kết nối và hiểu nhau hơn. Nghệ thuật có thể thay đổi thế giới và bạn biết đấy, tất cả những gì chúng tôi thực sự có thể hy vọng là giúp khán giả hiểu hơn về cuộc xung đột này và hy vọng họ đón nhận một góc nhìn mới. Khi ra khỏi dạp, họ có thể hiểu thêm được điều gì đó mà trước đây họ có thể chưa biết.